hướng dẫn cách sử dụng rồi một anh thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em mình cách sử dụng rồi một anh. Thì giờ đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho anh em mình là cái chức năng mở tắt mở trống. Thì cái với đan bên tay phải là nó sẽ chữ lây là nó sẽ mở trống, bên đó là stop. Thì mình nhấn bên lây thì trống nó sẽ chạy trống nha. Đây tín hiệu nó chạy trống nè anh em thấy không? Đây là tắt và nút home là mình trở về. Rồi cái tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách để chỉnh cái tiếng cái gọi là nhiễu đi, thôi. Thì đây là mình cho cái âm lượng nó lớn nhỏ. Cái nâu này cái lượng nâu này, mình cài. Nếu mà dặn lớn lên thì nó sẽ giảm cái tiếng nhiễu tiếng ồn lại bớt, nhưng mà nó sẽ làm trễ. Nó sẽ làm trễ. Nó sẽ làm trễ cho mình đây nha, cái tiếng chế độ mình sẽ bị trễ. Cho nên là mình hạn chế mình chỉnh vừa đúng thôi. Đây là chức năng là công tắc xo, thì nó là chức năng nó để nó nén tiếng lại. Nén tiếng. Em chỉ một số cơ bản thôi nha cả nhà. Đây cái này là tần số EQ. Thì ở đây thì anh em mình ở đây EQ đây. Đây cái này là bass, cái này là gain bass. Trung cái bass được về chết ha. Đây là mình tần số tiếng trung cái chết và tiếng chết ha. Rồi cái này thì mình sẽ chỉnh lên. Cái này tiếng lên cho nó mình sẽ chỉnh cái tiếng theo cái chế độ theo ý thích của mình, thì có tự có thể là mình dọc ha. Thì mình muốn chỉnh được cái âm lượng này thì mình phải bấm enter, muốn được chỉnh được cái thông số này bấm enter. Rồi. Cái này là cái âm lượng lớn nhỏ, mình chỉnh cho nó thêm cái âm lượng cho nó lớn hay nó nhỏ. Nó lớn nhỏ, ví dụ cái tiếng nó nhỏ đó vô đây mình sẽ dặn cái này lớn lên, cho nó lớn lên. Rồi kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho anh em mình chỉnh cái tiếng vọt nha. Đây vào đây đề cây là cái độ sâu nha. Này to là tiếng như là chép, tiếng chép á. Cái này là cái chữ mid này là nó là cái âm lượng của vợt á, mid như là mixer á, là cái âm lượng của vợt nó như lớn hay nó nhỏ. Còn thằng này á, như là cái độ như là nó kéo dài thêm cho cái tiếng vợt rồi nè. Còn đây on off đây là như là cái này là cái đuôi của thằng vợt, cái đuôi mình mở on cho nó kéo dài cả cái đuôi của vợt. Rồi sau đó là mình nên mình bấm vô bên đây menu thì nó có chức năng là mình reo, dù mình chỉnh xong thì mình muốn lưu lại lưu lên cái bằng 2 này. Đấy. Mình bấm chữ Z, hoặc no, hoặc mình no cũng lưu hay là không lưu, mình lưu thì mình bấm lại, còn không lưu thì mình bấm no. Giờ nay mình phải lưu ý được thằng mình chỉnh nha, nếu mình cảm thấy mà nghe không được thì mình bấm thoát đi. Trên cái này thì em sẽ cài cái chức năng là lưu tự động, thì em sẽ tắt cỏ đi. Này, auto sell này. Rồi chức năng nó sẽ không lưu tự động nữa. Thì anh em nếu mà chưa hiểu cái gì vậy, hay là có vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới để Duyên sẽ hướng dẫn cho anh em thêm ha. Và chúc anh em mình thành công. Còn số điện thoại mình liên lạc để tư vấn thì số điện thoại như là 0987 994 759.
Chúc anh em mình thành công nha.